Vào năm 2016, một người đàn ông 26 tuổi đến từ Vương quốc Anh tên là Ben Innit đang trên chuyến bay của hãng hàng không Ai Cập đến Cairo, thì một hành khách tên Sheikh Eldin Mustafa đã cướp máy bay với một chiếc áo vest lớn chứa đầy chất nổ và mang theo kíp nổ. Người đàn ông yêu cầu phi công phải hạ cánh máy bay ở Ship thay vì Ai Cập, và vì anh ta đang đe dọa cho nổ tung toàn bộ máy bay, viên phi công đã ngay lập tức làm theo lời anh ta. Khi đến Cyprus, Sheikh Eldin đã thả 52 trong số 55 hành khách, nhưng giữ 3 người, cũng như 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay làm con tin. Trong số 7 người còn lại này có Ben, và trong khi những người khác cố trốn ở những góc xa của máy bay, Ben lại có một ý tưởng khác. Anh ta quyết định đi đến chỗ tên không tặc, rồi hỏi anh ta xem anh ta có thể chụp ảnh tự sướng không. Mặc dù hơi bối rối, Sheikh Eldin chỉ nhún vai và nói, ok. Vì vậy, Ben đã nhờ một trong các phi hành đoàn chụp bức ảnh anh ấy đang cười toe toét vui vẻ bên cạnh người đàn ông đang bắt anh ấy làm con tin. May mắn thay, Sheikh Eldin sau đó đã bị bắt, và may mắn hơn là những quả bom của anh ta thực sự là giả. Vấn đề là, Ben không biết điều này. Anh ấy nói rằng anh ấy chỉ đang cố tỏ ra lạc quan, và anh ấy nghĩ rằng nếu quả bom là có thật, thì dù sao anh ấy cũng chẳng có gì để mất.